À, dạ ma xin phép chào tất cả cô chú anh chị và chào tất cả mọi người. Hôm nay là phiên lăng rừng tối ngày 23 tháng 9 năm 2024 người. Rồi thì mình em về được một ít lăng rừng, thì sau công tác chuẩn bị thì mình đã chia ra tầng hình và số thứ tự để mình xem được hình nào thì chốt hình đó giúp em nha. Rồi thì nay trên em trời nồng mưa thì bà con đi cũng ít được lan nha mọi người. Thì có gì em bán đó nha mọi người. Thì mọi người xem được hình nào thì chốt hình đó giúp em. Rồi hôm nay em có lan nguyên bản thanh đạm Hàm Long này, rồi lan gấm Thượng Hải nha mọi người, lan đại bạch hạc, hoàng lan, hoàng phi hạc nha mọi người, các hình lan kim điệp xuân nha mọi người, rồi lan quế trắng tháng 8 nha mọi người, lan quế tháng 8, ông rồng thân tâm, hương vani, thanh đạm, hoàng thảo tam bảo sắc nha mọi người, rồi hoàng thảo thập hoa này, rồi hoàng thảo bạch đỏ nha mọi người, các hình lộng sộn này, lan lộng nha mọi người, lộng dưa hấu nha mọi người, nên mọi người về sưu tầm một loại lan lộc nhỏ cho hoa rất đẹp nha mọi người. Rồi thì hàng về lúc nào thì bán lúc đó nha mọi người, để có ít bán ít có nhiều bán nhiều, có gì bán nấy nha mọi người. Hôm nay bên em vẫn đang tiếp tục chia sẻ sản phẩm trà của cây chè dây rừng nha mọi người. Đấy, thì như mọi khi cô chú anh chị mua lan trên kênh thì có nhu cầu muốn sử dụng sản phẩm chè dây rừng này thì mọi người nói em tặng một bình như thế này 100g nha mọi người, em người về dùng thử. Đấy, được thì mọi người tiếp tục mua ủng hộ nha mọi người. Đấy. Rồi thì cái một bì như thế này thì nó 100g cũng được rất là nhiều trà nha mọi người. Đấy, này thì một người uống thì tầm cỡ 6 đến 7 ngày. Đấy thì là một người đã được uống được rồi nha mọi người. Đấy. Rồi thì với cái liệu cái với cái khoảng thời gian đó thì nếu mà có chú anh chị mà có các triệu chứng đấy này kia thì dùng trong vòng này thì nó sẽ có mình cảm thấy được hiệu quả nha mọi người. Đấy. Rồi thì cái chè dây rừng nó cũng phát huy hiệu quả rất là nhanh nha mọi người. Đấy, đối với cô chú anh chị mà có triệu chứng là nó rõ luôn. Đấy. Rồi thì về cái chè dây rừng em xin giới thiệu luôn. Đấy. Thì nó có tác dụng hỗ trợ điều trị dạ dày nha mọi người. Đấy, diệt vi khuẩn HP, kháng viêm, an thần các loại nha mọi người. Nên đặc biệt tốt cho hệ tiêu hóa, đặc biệt là dạ dày, đại tràng trực tràng nha mọi người. Rồi thời gian qua em đã chia sẻ rất nhiều cho cô chú anh chị. Đấy, thì cô chú anh chị dùng rồi sản phẩm rồi thì mọi người phản hồi rất tích cực nhưng mà đấy, các cái triệu chứng về tiêu hóa thì no hơi rồi trong ngực dạ dày ăn không tiêu đấy rồi cái này mọi người dùng vào cái này kia là ăn cảm giác thấy tiêu hóa nó tốt á, cho nên nó thèm ăn ăn nó cảm giác nó ngon miệng và ngủ rất là ngon mà đấy cái vấn đề ăn thần đấy. Rồi thì nó có tác dụng kháng viêm nhưng mà diệt vi khuẩn HP đấy đấy mấy cái này cũng khá lại nhưng mà đấy, đặc biệt là cái kháng viêm nhưng mà đấy, người mình dễ bị viêm đấy. Rồi thì giá trà thì em bán 200.000 một ký nha mọi người, miễn phí ship từ một ký trở lên. Đấy, còn dưới một ký thì mọi người cộng phí ship giúp em. Đấy, trong cái bảng này mọi người xem tham khảo. Đấy, thì em nhận đóng gói theo cô chú anh chị nè. Rồi thì bì em hiện đang có các bì loại 500g nửa ký nè. Đấy, một bì hai bì như thế này là một ký nha mọi người. Đấy, được lượng trà rất là nhiều nha mọi người. Mọi người về dùng rất là lâu luôn. Đấy. Rồi thì một bì 100g như thế này thì dùng 7 ngày thì một người dùng thì cũng khá là lâu rồi đó. Loại 200g cho 5 bì nè, 1 kg nè. Đấy. Loại 100g là 10 bì như thế này nha mọi người. Là 1 kg rất là nhiều nha mọi người. Rồi. Thì em để cái đường link tải cái tài liệu ở phần bình luận nhận xét của video nha mọi người. Đấy, về tác dụng của polybenol này trong đây là số chỉ số lipid máu nha mọi người. Bệnh một bệnh học sơ vữa động mạch nha mọi người, thổn cho lớp đây rồi. Đấy này liên quan đến mỡ máu nha mọi người. Đấy. Nhưng mà khi em để cái đường liên tải dưới, hay dầu này lan nó về này kia thì em làm máy này nóng hơi trễ cái thời gian mà em không quay sơ qua thôi. Để mọi người máy để đừng liên tải một phần bình luận nhận xét bên dưới, nếu mọi người tải không được thì mọi người nói Zalo em gửi cho mọi người về tham khảo nha. Đấy. Rồi, mọi người đặt hàng thì gọi điện thoại trực tiếp cho em qua số điện thoại là 0706115694. Trường hợp mọi người gọi điện không được thì mọi người làm nhắn tin, em sẽ chốt hàng qua tin nhắn mà gửi đi cho mọi người nơi giá sớm nhất nha. Rồi bên em đồng giá ship 30k trên một đơn hàng, ship này ship nhanh tầm 2 đến 3 ngày thì mọi người nhận được hàng nha. Rồi thống nhất phí ship là 30k trên một đơn hàng, một đơn thì 30k, nhiều đơn thì 30k nha mọi người. Mọi người nhận hàng thanh toán tiền hàng cộng 30k ship là xong nha mọi người. Rồi. Mọi người theo dõi các mặt hàng lan rừng, bạn có thể chia sẻ thêm sản phẩm chè dây rừng trên kênh. Mọi người vui lòng nhấn vào nút đăng ký kênh lúc này và bấm vào chuông thông báo bên cạnh để nhận tất cả clip trên kênh một cách nhanh và sớm nhất nha mọi người. Rồi thì khi nào thì em sẽ chia sẻ cụ thể hơn về các chè dây rừng, một số tài liệu liên quan như thế này nha mọi người. Đấy. Đó này em chỉ chuyên bên cái lan, có một cái thái thì sẽ chuyên riêng về vấn đề chè cái chè dây nha mọi người.
Rồi, nhưng mà khi em sẽ giới thiệu thực trạng xuống dưới cho mọi người theo dõi nha. Đầu tiên là lan thanh đạm hàm long, nhưng mà nó hồi nó đây mọi người có thể về sưu tâm. Đấy là thanh đạm hàm long. Rồi, cái đầu tiên, cái nguyên bản 100 mua này cây đang nụ hoa, nhưng mà cái dòng này nó cứ lên cây mới là nó sẽ cho hoa nha. Đấy, nó khá là hay của cái dòng hàm long rồi. Đó, cây nguyên bản nó này. Đấy, mọi người về không cần phải ghép nữa nha. Đó, cây đang có nụ cũng khá là nhiều nè. Đấy, cây con nào nó lên cũng có nụ hết. Đấy. Rồi, cây nguyên bản anh đạm đầu tiên nha mọi người. Hình này hình 100 cho cây nguyên bản này. Hình số 1. Tiếp theo đến hình số 2 là gấm thượng hải nha mọi người. Hoa gấm thượng hải đây. Mọi người có thể về sưu tầm. Cái dòng hoa văn nhánh nha mọi người. Đấy, nở rất là nhiều hoa nha mọi người. Đấy, mọi người về sưu tầm đang gấm thượng hải. Hình số 2 nha mọi người. Hình 100 cho hai nguyên bản lớn, còn kia lớn. Rồi, đây là cây nguyên bản đầu tiên này, lá xếp này, ra hoa phân nhánh như thế nha mọi người. Tiếp theo là một cái cây nguyên dì lớn này. Đây mọi người về ghép thôi, đây ngoài tự nhiên nó mập như thế nha mọi người, ra hoa có trái. Rồi tiếp theo là đến một cây nguyên bản lớn gấm thượng hải nha mọi người. Đấy. Rồi, hai nguyên bản một cái cây lớn nha mọi người. 100 cho người sưu tầm hình số 2. Tiếp theo đến hình số 3 là 100 cho 7 nguyên bản nha mọi người. Đây, nguyên bản đầu tiên nè, cái tiếp theo đến nguyên bản số 2 nè, nguyên bản số 3 nè, rồi nguyên bản số 4 nè, nó đẹp nha mọi người, ngoài tự nhiên nó mọc như thế thôi. Nguyên bản số 5 nè, nguyên bản số 6 nè, rồi tiếp theo đến nguyên bản số 7 nè, rồi 7 nguyên bản gấm thượng hải nha mọi người, hình này hình số 3 100, rồi tiếp theo đến hình số 4 100.015 cây, mình có các cây như thế này nha mọi người. Đây là cây đầu tiên nè, đấy, tiếp theo là cây số 2 nè, cây số 3, đấy, như thế này trưởng thành rồi mọi người, đã hoa có trái nhưng mà. Rồi tiếp theo đến cây số 4 nè, rồi cây số 5 nè, cây số 6 nè, cây số 7 nè, cây số 8 nè, cây số 9 nè, cây số 10 nè, cây số 11 nè, cây số 12 nè, 13 nè, 14 nè, 15 cây nè, đấy, là mọi người về tha hồ ghép nha. À, được rất là nhiều ngọn luôn. Đấy. Rồi đồng banda để gió nha mọi người, trồng chậu cũng được, ép lũa cũng được. Rồi tiếp theo, hình hình số 2 số 5 100.025 cây. Cái này được nhiều ngọn hơn nha mọi người. Đấy. Này nó cũng đã trưởng thành hết rồi. Đấy. Như thế này nó vẫn cho hoa bình thường rồi nha mọi người. Gọi là cây nó đã già cây rồi đó. Đấy, người giữ việc về ép lại thôi. Đấy, là ngắm thượng hải nha mọi người, 25 cây. Làm cây gấm. Đấy. Rồi phần này là số 5 100.025 cây. Vậy rồi tiếp theo ngày hôm nay em có lan đại bạch hà nha mọi người. Đây hoa nó đây. Đây hoa nó đẹp nha mọi người, về sưu tầm. Hình số 6 100 cho 8 nguyên bản nha mọi người. Ở đây nguyên bản đầu tiên, cái dòng đại bạch hà thì nó chiều cao nó như thế này và nó từ 20 đến 30 sang đổ lại thôi. Đấy. Rồi tiếp theo đến cây số 2. Đấy. Như thế này là cây lớn đó nha mọi người. Cây số 3 này. Đấy. Cây số 4 này. Cây số 5 này. Cây số 6 này. Cây số 7 này. Đấy. Cây số 8 nha mọi người. Rồi 8 cây đại bạch hà hình số 6 100. Tiếp theo đến hình số 7 100.080 nguyên bản. Cộng 10 về đây cây nguyên đầu tiên này. Tiếp theo là đến cây số 2 này. Theo là cái số 3 này, cái số 4 này, cái số 5 này, đấy, cái số 6 này, cái số 7 này, đấy, cái số 8 này. Đó, rồi các hàng nhiệt rời nha mọi người, 5 người về ghép lại. Đấy. Đang đại bạch hạc nha mọi người. Cái dòng này thì nó như thế thôi nha mọi người. Đấy. Rồi, đại bạch hạc số 7 100. Theo cái hình số 8, hình còn có hoàn phi hạc nè. Đấy, hoàn phi hạc. Và lan hoàng lan hoa màu vàng nha mọi người. Hình số 8 100 cho 4 về nha mọi người. Đầu tiên là lan hoàng phi hạc này. Đó, cây của nó như thế nha mọi người. Ra hoa như thế này. Rồi tiếp theo đánh lan hoàng lan nha mọi người, hoa màu vàng ở đây nha mọi người. Rồi tiếp theo đánh về số 2 này, cây lớn này, đây có cây to khỏe nha mọi người. Mọi người về trồng lên cây con nữa. Rồi tiếp theo đánh về số 3 này, đây cây nó to khỏe. Đấy, đó. Vòi hoa của nó rất dài, cây càng dài thì vòi hoa nó càng dài nha mọi người.
Rồi hình số 8 nha mọi người, 104 giây. Rồi tiếp theo ngày hôm nay em có lan kim điệp xuân nha mọi người, đây hoa nó đây, hoa màu vàng rất đẹp nha mọi người, dòng hoa bành hoa nha mọi người, giá 9100 cho 10 nguyên bản. Đây nguyên bản đầu tiên này, đây cây lớn nha mọi người, đây, đây lá bự luôn nè. Rồi tiếp theo những cây số 2 nè, rồi tiếp theo những cây số 3 nè, tiếp theo những cây lớn số 4 nè, tiếp theo những cây số 5 nè, cây số 6 nè, cây số 7 nè, cây số 8 nè, cây số 9 nè, cây số 10 nè. Rồi 10 cây hoàng lan nha mọi người, 10 cây nguyên bản kim điệp xuân. Tiếp theo những hình 11 trong 115 về. Rồi còn có các kè như thế này, cái dòng mà thăng lùng mập lớn nha mọi người, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 nè, 9 nè, 10 nè, 11 nè, 12 nè, 13 nè, 14 nè, 15 nè. Hình số 10 100 nha mọi người. Tiếp theo đến hình số 11 100.030 giây, này hàng rời. Em người về ghép được rất là nhiều nha mọi người. Đây. Có các về là như thế nha mọi người. Người ghép sẽ có các chìa lớn nữa, cái này phần này được nhiều gì hơn. Rồi, có các cái gì kim điệp xuân như vậy nè. Rồi hình số 11 nhưng mà 130 gì là kim điệp xuân nhưng mà dạ. Rồi tiếp theo ngày hôm nay em có lan cuối tháng 8 nha mọi người, cuối tháng 8 dòng bên ta gió nha mọi người, cho hoa thần xuống như thế này, em người về trồng sưu tầm nha mọi người. Đấy, ở em nó có cái vùng lan quế hồng này nha mọi người, em người về sưu tầm nha. Rồi đầu tiên đấy một cái về quế rất là nhiều ngọn nha mọi người, đây cây rất đẹp nha mọi người, đây còn có 1 2 3 4 5 6 ngọn nha mọi người. Đấy, đây rất đẹp, mọi người về hay dòng lá xếp đúng không ạ? Thì những cây mang về như thế này thì mọi người về trồng thì tới mùa ra hoa thì nó ra hoa đồng loạt luôn nha mọi người. Và trong những cái này nó sẽ nứt lên cái con mới nữa, đấy, lên ngọn mới nhiều nha mọi người. Đấy, về lớn quá đẹp luôn. Đấy, người về sưu tầm. Đấy, hoa có trái như thế nha mọi người. Đấy, nguyên về đẹp nha mọi người. Đấy, quế tháng 8. Đấy, hình số 12, hình này hình 250, cây về lớn 6 ngọn nha mọi người. Đấy. Tiếp theo là đến hình số 13. Này 120 cây về 4 ngọn nha mọi người. Đây nguyên về này, nó gồm có 1 2 3 4 ngọn nha mọi người. Đó, cây rất là khỏe và đẹp nha mọi người. Đây những cái về mà nhiều ngọn như này thì rất là ấy nha mọi người. Rồi, hình số 13, hình này 120. Tiếp theo đến hình số 14 nha mọi người. Hình này 100.000 cây về 4 ngọn nha mọi người. Rồi, đây nguyên về gồm có 1 2 3 4 ngọn nha mọi người. Đấy, dòng mà lá xếp rất đẹp nha mọi người. Rồi hình 14 100. Tiếp theo là đến hình số 15 100.000 cho hai cây xếp nha mọi người. Ở đây cây đầu tiên này, đấy, ngọn nó lên như thế nha mọi người. Tiếp theo những cây số 2 này, đấy, cây rất là lớn nha mọi người. Rồi hai cây lớn nha mọi người. Hình này 115. Tiếp theo đến hình số 16 100.000 cho 5 cây. Đây cây đầu tiên này. Đấy. Tiếp theo là những cây số 2 này. Đấy, tiếp theo là những cây số 3 này. Cây số 4 này. Đấy, cây số 5 này. Đấy, cây số 6 này. Đó. Rồi 6 cây hình số 16 100. Tiếp theo là những hình 17. Hình này 100.000 cho 6 cây. Đây cây đầu tiên này. Tiếp theo là những cây số 2 này. Cây số 3 nè, cây số 4 nè, cây số 5 nè, cây số 6 nè, 6 cây nha mọi người. Hình này hình 117. Tiếp theo hình 18, hình này 100.000 cho 12 ngọn. Đây, cây đầu tiên này, đang gồm có nhiều ngọn này, bên này 3 ngọn nha mọi người. Cây số 2 nè, cây số 3 nè, cây số 4 nè, cây số 5 này, số 6 này, số 7 này,
số 8 này, số 9 này, số 10 này, cây số 11, cây 11 cây quế nhé mọi người. Hình này 11 12 cây, hình 18 100, đó là hình quế tháng 8 cuối cùng nha mọi người. Rồi tiếp theo ngày hôm nay em phóng dòng lan hoàn thảo hương vani nha mọi người. Cái dòng này hoa nó thơm nha mọi người, thơm mùi vani. Nó như mà vani mình bỏ hay ăn chè á. Rồi hình 19 nha mọi người, 100.000 cho 4 nguyên bản lớn nè. Rồi đây là cây nguyên bản đầu tiên. Nó ngoài tự nhiên nó mọc như thế đó nha mọi người. Theo đến cây nguyên bản số 2 này. Đó. Rồi tiếp theo đến cây nguyên bản số 3 này. Đây nó càng tím thì hoa nó càng đậm nha mọi người. Đó, tiếp theo là nguyên bản số 4 này. Đó, 4 nguyên bản hương vani nha mọi người. Là hoa có trái như thế, hoa rất thơm, 19 100. Tiếp theo 20 100.000 cho 6 nguyên bản. Đây, nguyên bản đầu tiên này có các kia rời nhưng mà rồi người về ghép thêm. Đấy, hương vani nhưng mà hình 20 nha mọi người, 100.000 cho người về sưu tầm. Rồi tiếp theo hình số 21 nha mọi người. Lan hoàng thảo hương duyên này. Hoàng thảo hương duyên và lan thanh đạm nha mọi người. Đây. Đây cây nguyên bản thanh đạm này. Đó, nó đẹp nha mọi người, rất tự nhiên rồi. Đấy, nó ra hoa có vòi hoa như thế nha mọi người. Tiếp theo một cây nguyên bản hoàng thảo hương duyên này. Đây. Cây nguyên bản luôn. Cái lá cũng khá là hay nha mọi người. Về sưu tầm hai nguyên bản. 100 nha mọi người, 21. Rồi tiếp theo, cái hình 22. Lan chu đỉnh vàng nha mọi người. Đây hoa của chu đỉnh vàng đây. Mọi người về trồng các chậu như thế này. Cái này dạng cũ nha mọi người. Cái này mọi người về ươm giá thể nó là địa lan, người làm như giá thể như đất là được nha mọi người. Trồng mà xuống nó sẽ nứt lên mầm mới nha mọi người. Này được 45 cây củ nhưng mà 45 cây củ như thế này. Đấy. Địa lan này thì nó củ nó như thế thôi, cái nhỏ chỉ vậy như vậy thôi nha mọi người. Rồi hình 22. Chu đỉnh vàng nha mọi người. Đấy, hoa nó rất đẹp nha mọi người. Người về sưu tầm. Rồi tiếp theo, cái hình số 23. Em có ba cái hình lan hoàng thảo tam bảo sắc nha mọi người. Hoa ba màu rất đẹp nha mọi người. Đấy, người về sưu tầm. Đấy. Rất đẹp luôn. Rồi hình 23 100.000 cho 20 nguyên bản lớn. Ở đây nguyên bản đầu tiên này. Đấy, này được cất rất là nhiều thân tơ nha mọi người. Đấy, lâu lâu cái dòng này nó thường nó có một hoặc hai, này được rất là nhiều này. Đấy, đó là hai nha mọi người. Rồi tiếp theo hình nguyên bản số 2 này, cái này thì được hai thân tơ này. Đấy, cái dòng này nó thường ít thân lắm nha mọi người. Rồi hai nguyên bản lớn hoàn thảo tam bảo sắc nha mọi người. Nguyên bản mèo người không cần phải ghép, 23 100, 24 100.000 cho 8 nguyên bản. Đây nguyên bản đầu tiên này, đây được nhiều thân tơ này. Rồi tiếp theo nguyên bản số 2 này, đây này được hai thân tơ này. Rồi nguyên bản số 3 này, đó được thân khá là dài nha mọi người. Rồi tiếp theo nguyên bản số 4 này, đó là thân tơ dài này. Rồi nguyên bản số 5 này, đây thân tơ dài luôn nha mọi người. Rồi nguyên bản số 6 này. Đấy, nguyên bản số 7 này, nguyên bản số 8 nha mọi người, 8 nguyên bản hoàng thảo tam bảo sắc nha mọi người, hình 24. Tiếp theo cái hình 25, 100.000 cho 25 về, rồi và nguyên bản nha mọi người. Còn có cây như thế này, cây như thế này nó rộng lớn hết nha mọi người. Đó, hoàng thảo tam bảo sắc nha mọi người. Này được nhiều về, cho người tha hồ về ghép lại luôn nha. Đấy, quá trời. Hoàng thảo tam bảo sắc đây nó có nhiều, còn có cái hàng rời hàng nguyên bản nha mọi người. Rồi hình này hình 125 nha mọi người, là trong người về sưu tầm lan hoàng thảo tam bảo sắc, hoa ba màu rất đẹp nha mọi người. Rồi tiếp theo ngày hôm nay em có lan hình 26 hoàng thảo thập hoa và hoàng thảo ngọc thạch nha mọi người. Hoàng thảo ngọc thạch này, hoàng thảo thập hoa này. Đấy. Rồi hình 26 100 cho 7 giây. Rồi này hoàng thảo tập hoa nha mọi người.
Đấy, hồ thảo tập hoa này. Đấy, hồ thảo tập hoa. Đấy, hồ thảo tập hoa này. Đấy. Rồi, hồ thảo tập hoa còn này là hồ thảo ngọc thạch nha mọi người. Đấy, hoa rất đẹp nha mọi người. Đấy, các loại gì là hồ thảo ngọc thạch, mọi người phải ghép hai loại này lan hoàng thảo. Đấy, rất đẹp. Rồi. 102 loại hình 26 nha mọi người. Đấy, hồ thảo tập hoa và hồ thảo ngọc thạch nha. Đấy. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay em có hai phần lan hoàng thảo bạch đỏ nha mọi người. Dòng này nó đa dạng mặt hoa, cánh cam hồng bạch đỏ này. Cánh trắng hồng bạch vàng này, cánh trắng hồng bạch đỏ này. Đấy. Nó cũng nhiều mặt hoa đây. 27 nha mọi người, 100.000 cho 50 bạn lớn. Rồi đây cái bản đầu tiên này. Đấy. Tiếp theo cái bản số 2 này. Đấy. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 3 này. Đấy, tiếp theo là nguyên bản số 4 này. Tiếp theo là nguyên bản số 5 nha mọi người. Đấy, 5 cây nguyên bản hoàng thảo bạch đỏ. Hoa này bành hoa nha mọi người. Đấy, có hương thơm 27-100. Tiếp theo là hình 28. 100.000 cho 25 cái dây rồi nha mọi người. Hàng này hàng rơi. Mọi người về ghép lại. Đấy, rất là nhiều nha mọi người. Nó có gì hết nè. Mọi người về cắt tỉa ghép lại thôi. Đấy. Rồi đó là hoàng thảo bạch đỏ hàng giống nha mọi người. Đây là 128. Rồi tiếp theo những hình là 29 lan combo các loại lan nha mọi người. Trong đó có rau rau mực nè. 29-100 đang rau mực. Đây rau mực này nó có hoa màu đỏ, hoa màu xanh nha mọi người. Dòng rễ gió. Ra hoa đây nè, đây ra hoa có trái như thế này nha mọi người. Đó, là rau mực. Đấy. Đó. Đây là làng rau mực. Tiếp theo là thanh đạm nha mọi người. Đấy, cái dòng thanh đạm này cũng khá là hay nha mọi người. Đây cây này có cả cắm nữa này. Thanh đạm này hoa bông hoa rất đẹp, nó giống như thanh đạm cánh bướm ấy nha mọi người. Hoa nó khá là hay nè. Đây thanh đạm nè. Ra hoa như thế nha mọi người. Hoa hoa cũng rất đẹp nha mọi người. Đây chùm thanh đạm như thế này. Rồi có các thanh đạm này, này thanh đạm theo hoa này nha mọi người. Rồi có cả lan tục đoạn nữa nha mọi người. Tục đoạn ra hoa có trái như thế này nè. Lan tục đoạn này nè. Rồi combo này còn có 4 loại lan 29-100 nha mọi người. Đấy. Rồi tiếp theo ngày hôm nay em có lan lộng dưa hấu nha mọi người. Đấy, các giả hành của nó giống như cái quả dưa hấu này. Đấy, đây gọi là lan lồng dưa hấu nha mọi người. Này nó cũng đa dạng cái mặt hoa. Đấy. Có các cái mặt hoa sơ tâm nha mọi người. Đấy, giả hành của nó này nó giống như dưa hấu nha mọi người. Đấy, có các mặt hoa như thế nha mọi người. Hình 30-100 cho 5 nguyên bản. Đây nguyên bản đầu tiên này. Đấy, tiếp theo đây, nguyên bản số 2. Đây, nguyên bản số 3 này. Đây, nguyên bản số 4 này. Đây, nguyên bản số 5 nha mọi người. 5 nguyên bản lồng dưa hấu hình 30. Tiếp theo những hình 31 100.000 cho 5 nguyên bản. Đây, nguyên bản đầu tiên nè. Tiếp theo là nguyên bản số 2 nè. Nguyên bản số 3 nè. Nguyên bản số 4 nè. Nguyên bản số 5 nè. Đó, 5 nguyên bản lồng dưa hấu nha mọi người. Đây là hình 31 100. Tiếp theo hình 32 đang lồng thông và lồng dưa hấu nha mọi người. Đây đang lồng dưa hấu nè. Về số tâm nha. Đó là đây, có loại lan lồng như thế nhưng mà hình 31 32 100 33 nha mọi người. Đây, hai loại lan lồng dưa hấu nha. Đây có một cái gì lan lồng mà tiểu hắc nè. Hoa nó già lên tầng khá là hay nha mọi người. Còn các cái gì lan lồng đây, người về ký ghép lại thôi. Đây, hình 33 100 34 nha mọi người.
34 5.000 cho thằng rời nha mọi người. Đấy, quá trời luôn. Đấy, mọi người về sưu tầm. Đấy, lăng lòng dưa hấu nha mọi người. Đấy, quá trời. Đấy, thằng rời ghép lại. Đấy, có gì hết nha mọi người. Đấy, về ấy là đã nhìn cái hành của nó giống như quả dưa hấu nha mọi người. Đấy, 34 100 nha mọi người. Rồi, đó là hình cuối cùng ngày hôm nay nha mọi người. Đấy. Đây. Có chú anh chị mà mua lan có nhu cầu mà dùng cái sản phẩm nó trào cây dây đồng này, nói em tặng cho các chú anh chị một bì và dùng thử nhé. Đấy. Rồi. Thì người mua trà thì mua 1 ký mua 200 nha mọi người, như một khi. Miễn phí ship nha mọi người, thì 1 ký đó lên miễn phí ship, còn dưới em cộng phí ship nha mọi người. Mọi người đặt hàng thì gọi điện thoại trực tiếp cho em qua số điện thoại là 070-611-5694. Trường hợp mọi người gọi điện không được thì mọi người lòng nhắn tin, em sẽ chốt hàng qua tin nhắn và gửi đi trong thời gian sớm nhất nha. Rồi bên em lòng giá ship 30k thay một đơn hàng, ship này ship nhanh tầm 2 đến 3 ngày rồi người nhận được hàng nha. Rồi thống nhất với ship là 30k thay một đơn hàng, một đơn được 30k, nhiều đơn được 30k nha mọi người. Mọi người nhận hàng thanh toán tiền hàng cộng 30k ship là xong. Dạ rồi, một lần nữa em xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi ủng hộ kênh của em trong suốt thời gian vừa qua. Để nhận những clip mới, mọi người nhấn vào nút đăng ký kênh lúc này, bấm vào chuông thông báo bên cạnh để nhận tất cả clip trên kênh một cách nhanh và sớm nhất nha mọi người. Rồi một lần nữa thêm xin thành cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ em, không giống như ủng hộ người đồng bào tại địa phương em. Người ta đã bỏ cho công sức vào rừng, hãy nhớ nhìn lan về trong người sưu tầm. Nhà em xin chân thành cảm ơn. Rồi chúc tất cả mọi người một buổi tối thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Và em xin phép dừng clip tại đây và hẹn mọi người những video bán hàng tiếp theo nha mọi người. Dạ rồi, anh xin phép chào tất cả mọi người ạ. Dạ rồi.